quên đội cái mũ vào. À đồng chí. Trên xe có mũ. Mẹ ướt hết cả đầu. Ở đây cái hàng thoát cao đấy của anh ấy đắt không? Thoát cao á. Riêng cái hàng ấy thì ra sốt lắm. Chẳng có. Hôm nay thời tiết Hà Nội lại mưa quá mọi người ạ. Thế sáng nay sáng sớm đi để không sao, giờ có mưa. Thể, bác có phải dòng, có phải bỏ đi. Không có đèn đường đi. Cứ thế này dòng lại. Ừ. Rồi. Đang muốn chơi. Lại nắng nắng cho nữa đây. Đây. Nhặt ba cây nữa. Đấy, bác cứ lấy đủ cháu rồi, còn thừa cháu cũng đã. Rồi đây là anh trai đến anh trai này ở bên Vĩnh Phúc. Đấy, hôm nay là sang tận đây để mua mộc về. Đấy, cảm ơn các bác nhé. À, thưa bác, đây là bạn nè sẽ bê cây lên trên này. Đâu luôn. Đấy. Sẽ cầu. Đấy. Yes. Đấy đâu bác nha. À, anh em đến ủng hộ shop quánh hẳn xe cẩu đến. Mộc này yên tâm quá. Này mưa quá mọi người. Ổn không? Ngon rồi đấy. Ngon rồi. Rồi. Rồi ok. Đây. Về nhá. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn và cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ Bonsai Shop và Mộc Hương Ba Miền. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like fanpage để không bỏ lỡ các cái chia sẻ mới nhất từ trên kênh và fanpage của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn.